lâu lắm rồi, thì mới rảnh đấy, trời mưa á, quay cho anh xem nè. Nói chung là mưa sao để vậy á. Series 6 không có Alivizer. Đó. Không có biết đường mở luôn, mày mò lắm rồi mới mở được cái này nè. Mày mò lắm. Sớm nó bị lão hóa nên nó bị dính cục đó. Xem thì về có xem được thì xem ở cái mặt phía sau nó cũng vậy luôn. Lâu lắm rồi hứa làm cái video quay cho anh, lâu lắm rồi bây giờ mới có thời gian đây nè nha. Đó cái tầm số nó này bot Digital 1974 1980 Canada. Để nó là USA rồi Canada ha. Đó, có làm sao quay vậy đó. Máy thì để mình lại để cho mình nghe thôi. Chẳng thua lâu lắm rồi mới có cái dịp mà tất cả các cái gân nó đều có chữ bô ha. Đi ra con. Dạ. Đó, tất cả các gân này nó bô hết á. Thì cái trên cũng vậy, cái dưới cũng vậy nha. Chung như vậy đó. Biết chết liền. Vậy nó trong trường hợp thì thiếu sáng, thiếu đủ thứ. Đeo